Bức ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng gia đình gói bánh chưng được nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải với dòng trạng thái. Đây là một trong những bức ảnh lần đầu tiên được công bố trong cuốn sách Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, ra mắt vào ngày 21 tháng 6 năm 2024 của nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Một đời thanh bạch, chẳng vàng son. Theo tìm hiểu của chúng tôi, bức ảnh này được chú thích Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng gia đình gói bánh chưng nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Xuân Kỷ Hợi năm 2019. Nguồn ảnh: Văn phòng Tổng Bí thư. Bức ảnh được minh họa cho bài viết của Tổng Bí thư trong cuốn sách với tựa đề Quyết tâm chấn hưng và xây dựng thành công một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khắc họa rõ tư duy, tư tưởng, đường lối, quan điểm ấy của Tổng Bí thư. Cuốn sách là tuyển chọn 92 bài viết, bài phát biểu, nói chuyện của người đứng đầu đảng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong hơn 60 năm qua. Trong cuốn sách, tất cả những chủ trương, đường lối cùng kết quả lãnh đạo của đảng về phát triển văn hóa đều được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập một cách sâu sắc. Nhìn lại những chuyển động tại các bộ ngành địa phương thời gian qua, đặc biệt là sau Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021, có thể khẳng định đã có chuyển biến toàn diện, đặc biệt là trong nhận thức của cấp ủy các cấp về xây dựng và phát triển văn hóa, những chủ trương của đảng, những chỉ đạo của Tổng Bí thư đã thực sự đi vào cuộc sống. Nội dung cuốn sách gồm 3 phần. Phần thứ nhất, Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, gồm 19 bài phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương, Hội nghị Công tác tư tưởng văn hóa toàn quốc, Hội nghị Tuyên giáo toàn quốc. Với những lập luận đầy sức thuyết phục, những dẫn chứng rất phong phú và sinh động, ông đã lý giải cụ thể nội hàm của khái niệm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phân tích vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng giải pháp để phát huy đầy đủ, toàn diện giá trị văn hóa. Phần thứ hai, phát triển toàn diện, đồng bộ để văn hóa thực sự là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước bền vững. Tuyển chọn 73 bài phát biểu, bài viết, thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với các lĩnh vực văn hóa, cũng như là quá trình xây dựng, phát triển của các cơ quan văn hóa. Với thực tiễn phong phú và tư duy lý luận sắc bén, sự am hiểu sâu sắc về đặc trưng của từng loại hình văn hóa, đồng chí Tổng Bí thư đã có những chỉ đạo toàn diện đối với lĩnh vực văn học, nghệ thuật, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, báo chí, xuất bản. Phần 3, từ luận điểm văn hóa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thực tiễn cuộc sống, tuyển chọn 32 bài viết, trả lời phỏng vấn của các cán bộ, đảng viên và nhân dân trong nghiên cứu, học tập và triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của đảng, ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc, gắn với xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Phó giáo sư, tiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam khẳng định, cuốn sách của đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện tri thức sâu rộng, sự am hiểu tinh tế về tính chất, đặc điểm, đặc trưng của văn hóa, của từng loại hình văn hóa, văn học, nghệ thuật. Trải qua nhiều thời kỳ, trên nhiều cương vị công tác, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm sâu sắc đến sự nghiệp xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam, đặc biệt quan tâm đến văn học nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức nước nhà. Cộng đồng mạng xã hội đồng loạt đổi hình nền kính tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chiều tối ngày 19 tháng 7, ngay sau khi thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần được công bố, nhiều người dân đã bày tỏ sự kính trọng và niềm tiếc thương vô hạn bằng việc đồng loạt thay ảnh đại diện trên trang mạng xã hội thành màu đen hoặc cờ rủ để tiễn biệt một nhà lãnh đạo vĩ đại, một nhân cách lớn của dân tộc Việt Nam. Người dân Đông Anh nghẹn ngào trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Xúc động, nghẹn ngào là cảm xúc của người dân trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người con của làng Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944 ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản, là nhà chính trị sắc sảo, trí tuệ, nhà lý luận xuất sắc của đảng. Suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội,
vì hạnh phúc của nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn thể hiện rõ nhất phẩm chất cần kiệm, liêm chính, trí công vô tư, theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là người luôn kiên định quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cho đến ngày cuối đời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn luôn tận tâm cống hiến vì Đảng, vì đất nước, vì nhân dân và vì sự phồn vinh của dân tộc. Người dân thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhân cách lớn của dân tộc. Trước sự ra đi bất ngờ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người dân thành phố Hồ Chí Minh đã bày tỏ niềm tiếc thương vô vàn khi một nhân cách lớn của dân tộc đã về với đất mẹ. Theo dõi hành trình của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những trọng trách ông đã đảm nhận, chị Thu Nguyệt, chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ cảm xúc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người cộng sản chân chính, kiên trung, có trình độ, năng lực, hiểu biết sâu rộng và đáng kính. Từ khi nghe thông tin bác từ trần, tôi và mọi người đều rất bàng hoàng và tiếc thương. Bản thân tôi là một đảng viên, cán bộ tuyên giáo. Tôi xin tri ân người cộng sản kiên trung, trân trọng những đóng góp của bác cho cách mạng và trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Bác là tấm gương sáng ngời và là tấm lòng cao cả đối với sự nghiệp xây dựng đất nước mạnh giàu, hạnh phúc. Tương tự, bà Lê Thị Thu Trà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quận Tân Bình cũng cho biết. Khi nghe tin bác Trọng mất, tim tôi như đau thắt lại. Bác ra đi, để lại niềm tiếc thương vô hạn của hàng triệu người dân Việt Nam và hàng triệu triệu người dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Sinh ra trên đời, ai cũng phải tuân theo quy luật của tự nhiên. Tuy nhiên, Tổng Bí thư sẽ sống mãi trong lòng người dân Việt Nam. Sự cống hiến của bác cho cả dân tộc, đất nước Việt Nam đều đã được người dân trong và ngoài nước ghi nhận. Bác mất là một tổn thất lớn trong công cuộc xây dựng đất nước và tôi tin thế giới sẽ luôn nhớ về ông. Tôi hy vọng sắp tới đất nước có thêm nhiều đảng viên ưu tú kế cận bác để kiến thiết xây dựng đất nước, thỏa lòng mong đợi của bác Hồ, bác Trọng, bác Giáp và triệu triệu người dân Việt Nam. Riêng cá nhân tôi, một cán bộ đảng viên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn là tấm gương sáng trong việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là tấm gương sáng cho mọi người học tập và noi theo. Bà Lê Thị Thu Trà cho biết thêm. Trong khi đó, chị Phạm Thị Nguyệt, Bí thư Đoàn Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn cho biết. Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nỗi mất mát to lớn của đất nước, là nỗi đau lớn của nhân dân. Là một người trẻ, bản thân tôi vô cùng thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của Tổng Bí thư. Với quan sát và lắng nghe của mình, tôi nhận thấy cuộc đời của Tổng Bí thư là một tấm gương sáng tiêu biểu của sự bình dị, gần gũi và khiêm tốn. Ông đã sống một đời mẫu mực, chân thành, xứng đáng để thế hệ trẻ noi theo và nuôi dưỡng. Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, như lời Tổng Bí thư phát biểu tại Đại hội Đoàn Toàn quốc. Tổng Bí thư là một vị lãnh đạo với lý tưởng cao đẹp, một niềm tin sắt son và tình yêu máu thịt đối với nhân dân đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư cùng toàn Đảng, thế hệ trẻ chúng tôi càng tin tưởng vào đường lối của Đảng và Bác Hồ đã chọn, tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đây cũng chính là động lực để thế hệ trẻ chúng tôi tiếp tục phấn đấu học tập và làm việc, đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa. Xin thành kính nghiêng mình trước một nhà lãnh đạo có đức, có tài, một đời vì đất nước, vì nhân dân. Chị Phạm Thị Nguyệt chia sẻ. Cũng là một người trẻ, anh Nguyễn Tuấn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn Thủ Đức, Bí thư Chi đoàn Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, cho biết. Khi vừa đọc được tin bác mất, tôi đã không thể kìm nén cảm xúc của mình và tôi đã khóc. Khóc vì sự hy sinh cao cả của bác. Mặc dù đã tuổi cao, sức yếu, nhưng bác của chúng ta vẫn làm việc cho đến những ngày cuối đời. Cả cuộc đời này của bác luôn vì nước, vì dân. Một cuộc đời vô cùng trong sáng và vĩ đại. Tôi luôn nhớ mãi câu nói của bác Trọng rằng
cái quý nhất của người là sự sống và danh dự sống, bởi vì đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, để khỏi hổ thẹn với những việc làm ti tiện, đớn hèn, bị mọi người khinh bỉ, để khi nhắm mắt xuôi tay, ta có thể tự hào rằng tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời. Sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ là một tấm gương chói lọi của đạo đức cách mạng, là ngọn đuốc sáng soi đường cho thế hệ trẻ, đặc biệt là đoàn viên, đảng viên trẻ chúng tôi noi theo và học tập suốt đời. Anh Nguyễn Tuấn Vương nói, là người có kỷ niệm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Đỗ Công Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Ban Đoàn kết Công giáo quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, tối nay mở thời sự VTV1, tôi thật bàng hoàng khi nghe tin bác Tổng Bí thư từ trần. Mặc dù hôm qua mới biết thông báo về bệnh tình của bác được đưa trên các phương tiện truyền thông. Nhớ mãi lần Đại hội Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tại Hà Nội. Khi đó, bác là Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đến dự và phát biểu. Tôi hân hạnh được chụp hình với bác. Đứng cạnh, bác hỏi tôi, chú ở đâu về thủ đô? Tôi hãnh diện, em từ Thành phố Hồ Chí Minh ra ạ. Tấm hình đó do anh Quốc Trung, phóng viên báo Công giáo và Dân tộc chụp bằng máy chụp thường nên không rõ nét lắm, nhưng tôi đã rửa ra và treo tại phòng khách như một kỷ niệm khó quên về bác. Nay nghe tin bác Tổng Bí thư từ trần, tôi thấy rất bàng hoàng, thương tiếc vị lãnh đạo gần gũi với nhân dân, với mọi thành phần trong xã hội, được mọi người yêu mến, kính trọng. Mong bác yên nghỉ, ông Đỗ Công Minh bày tỏ.